phải thu ý về tan, thu phải thu cái này bấm tật bất hẳn cái cành ý luôn, nó lóp cái chi đây rồi. Đó, không phải lấy thằng ý, bấm vào đấy. Đấy, thu phát lên đây luôn, lấy nách này luôn. Lấy nách đây này. Đấy, là cái nách. Nách lấy cao quá thì không được. Đừng vít xuống. Áo này găm ngang nó mới đẹp. Cây quý nữa là phải tự mình làm mới đúng. Đấy. Bưng bê bây giờ đang là rất hiếm đấy. Bưng bê hiếm lắm đấy. Bây giờ có dây út của bác đấy ạ. Ừ. À, đấy ạ. Chuyển nghề đó thì sao đỉnh nó. Chuyển nghề đấy, tuyệt vời đấy bạn. Giữ được luôn. Vâng. Hẳn vào trong mông con này, thằng nào cũng giữ, thằng nào cũng đi chơi thì bán hết. Ba thằng, mỗi thằng này nó làm đi. Nó xin biết. Cái cây này em làm lâu chưa? Này em làm chục năm nay rồi đây anh ạ. Tự mình cứ làm ở đấy. Vâng. Em lấy về là tự làm. Lúc em mua nó có như nào? Em mua cây này em cắt một cái cành của trên cây ra. À, một cành cây ra. Xong tự em ghép đá em làm một thứ luôn. Wow. Đây này, có đây từ đây từ, có mỗi từ đây đến đây. Ừ. Đây, từ đây đến đây nó cộc lốc. Rồi. Cái tay chân gì đâu. Rồi. Đấy, tự chế tác một tác phẩm của mình. Đấy, cái đấy liền rồi đúng không? Bỏ cả cái dây nhôm cái ra được rồi. Cái lần chưa? Lần rồi đúng không? Thả phá rồi. Như cái tác phẩm này anh nghĩ em làm kỹ rồi đấy. Thế em giật răm mịn đi. Vì nó là nhỏ. Đây em giật răm này này. Em này. Đấy, này đẹp rồi. Đấy, quá đẹp rồi. Giật đi. Tức là em đừng cần phải vin mà em giật nhiều cho nó ra răm nhiều mà. Đồ nhỏ này mình cứ giật nhiều răm nó ra rất nhiều. Thì anh thấy một số anh em làm họ cứ giật thôi. Lúc đầu nhìn nó trơ lắm. Nhưng mà sau này nó ra răm nhiều các bạn là mình có sự lựa chọn tiếp. Đấy, bông nào như bông này này, quý vị các bạn này, rất đẹp này. Các video trước là chia sẻ là của bác làm. Bác mua về chế tác, đây là ông con dai út. Em tên là gì nhỉ? Em Tĩnh ạ. Tĩnh, Facebook là gì Tĩnh? À, em có không dùng Facebook. Không dùng Facebook? Vâng. Zalo? Vâng. Có Zalo thôi đúng không? Vâng, em còn Zalo thôi. Ok. Lý do sao không dùng Facebook vậy em? Tại vì Facebook ảo lắm anh ạ. Ảo lắm à? Vâng. Em không thích giống ảo à? Vậy à? Ok, nhất trí, đấy là một nhận định. Và video sai là chia sẻ kỹ. Em còn tác phẩm nào em làm nữa không? Chia sẻ với anh nữa, anh quay thêm cho quý vị và các bạn cùng ngắm. Nhưng mà các cái cây kia em chưa làm được. Đâu, nói đến đầu phôi cũng được mà. Đâu em? Đó. Ở gần đây không? Đây như ngoài kia tí nữa nên làm chiều làm ấy ạ. Chiều làm thì à. Rồi, phải đến chia sẻ những cái tác phẩm bên cạnh. Ở bên kia một cây là của ông lấy về lâu chưa em? Cây lâu rồi, cũng mười mấy năm rồi đấy. Yeah. Đây là một cái tác phẩm nữa. Ôi. Ui anh bảo ơi, bên này già chua này. Thật sự luôn. Không. Không Tĩnh làm người thôi, anh bảo đứng ngắm tí, Tĩnh làm cho nó vui, chia sẻ với quý vị và các bạn. Một con trực hóa dáng làng, nhờ em nhờ. Cái này trực hóa dáng làng. Đấy, cốt rất khô quý vị ạ. Một cái cốt rất là khô đây. Nói chung là cũng bị nuôi nó vỡ rồi, nhưng rất may là độ già nó vẫn còn giữ được. Cũng vỡ. Như này tay này nó mịn lắm này Tĩnh này. Đây này. Đấy, cốt xịn của nó. Cốt xịn đấy nhờ. Chun hết này em này, sửa. Cốt xịn nó chun hết mà đấy. Sợ luôn này. Cây này em lấy đấy, bây giờ nó cũng phải rơi 15 năm rồi. 15 năm, 6 năm rồi anh ạ. Tức là mua về để làm ấy, cắt sắt để làm đấy. Đúng rồi, anh nhìn những cái cốt này ngày xưa là cây to lắm. Vâng. Mà làm được cái này rồi. Một cái cốt trực hóa dáng làng này giờ thật sự cũng rất ít. Tĩnh nhặt một số cái răm to đi em. Các này hôm qua là đã xử lý hết rồi. Ừ. Và qua đã làm là tương đối. À, giới thiệu quý vị các bạn, em Tĩnh này là đệ tử của anh Thành nhá. Đệ tử ruột đấy. Em theo anh Thành bao nhiêu năm rồi hả Tĩnh? Em về từ 2010. 2010 là theo đại ca luôn đấy. Yeah. Vậy đây nhá là một người là gì? Vừa thừa kế lại của anh của sư phụ. Đó là bố đẻ mình về cây gối.
mà thừa kế lại của em của bố, tức là anh Thành đúng không? Là sư phụ làm cây. Tuyệt vời đấy em ạ. Chúc em ngày càng nhiều các cái tác phẩm đẹp và quý. Cố gắng tạo tác ra nhiều tác phẩm để lại cho sau này cho con cháu nữa. Cái yêu cây này đâu phải ai cũng cây thì cũng thích lắm. Đúng rồi. Tùy mỗi người. Đúng rồi, ít em ạ. Thật sự đấy. Có người thích thì tùy lắm, có người không thích thì tao lại cho người ta trả lấy. Không nhất trí mà. Thì thôi mình cứ chia sẻ những người nào yêu thôi. Nó là thú chơi mà. Thú chơi đúng rồi. Bây giờ cho em chơi chim thì em đã thích. Đúng rồi. Chơi chim rồi chơi các loại mỗi cảnh một kiểu. Tao nhã thôi. Rồi, ok. Cá chẳng hạn. Vâng. Đẹp lắm, cái này ngoài nó làm rất đẹp. Ok à. Em cho anh tí nước vào đây cho nó chuyển màu cho quý vị và các bạn cùng ngắm đi. Vì nó đang màu bạc bạc này nhìn nó không rõ được màu da. Để cho em tĩnh nhá, chia sẻ với quý vị. Màu da nó lên hết luôn. Đấy. Cây bên cạnh cây ung tùm, cây... À vậy cây ung tùm à? Vâng. Nên là không nên chủ quan những cái gì ung tùm đúng không anh Thành? Đừng nghĩ là lộ tất cả mới là đẹp anh nhỉ? Một chút nhìn ra thôi. Vâng. À, cái cây này em có giao lưu không? Cây này vẫn đang phải làm anh ạ. Vẫn đang để mình làm lúc hoàn thiện xong mình vẫn chơi ạ. À vậy à? Sạch sẽ đẹp lên. Nhưng mà thôi anh cứ xin phép anh cứ chia sẻ cái số điện thoại cho mọi người. Vâng. Xem biết đâu có người nào mà họ ấy gọi là cũng đam mê hơn em thì sao? Vâng. Thì em lại nhường lại tác phẩm họ vâng. Chơi tiếp. Vâng. Cái số điện thoại của em là bao nhiêu? Số điện thoại em là 0904 978 978. Ok, số điện thoại rất dễ nhớ nhỉ. 0904 quý vị ạ, 978 978. Số taxi đấy. Rồi, em tĩnh đấy các bạn nhá. Và quý vị nếu mà ai ưng cái tác phẩm này cứ alo cho em tĩnh. Đến đây uống trà thì có thể em vẫn giao lưu lại. Anh thấy thì cũng 80% về cái bộ răm nó xong rồi. Thấy mỗi phải quả phúc thôi. À. Em xịt cả nước cái cây của em làm 10 năm kìa. Đấy, chia sẻ lại một tí xem độ già này, với đây cái nước này nó nhìn nó khó. Đây một phòng bệ quý vị ngắm này, hai phòng bệ quý vị ngắm này. Thật sự là một trực hòa quá già luôn. Đấy, bung răm đây. Nhìn màn này rất đẹp quý vị ạ, rất là đẹp luôn. Nó kiểu nó có hồn. Vâng, đẹp. Em làm bao nhiêu cây mini? Cứ làm đi ạ. Rồi. Sau này em có làm mít nhai nữa thì có vài cái tác phẩm nữa. Rồi. Vì sao sai quay kỹ tác phẩm này một tí, vì là tác phẩm đầu tay của em Tĩnh khi đi nước ngoài về là theo sư phụ nhặt từ một cái cảnh quý vị ạ. Đấy, rất hoan nghênh và nó thật là tuyên dương nữa cơ. Tuyên dương em, một những người đam mê cây thực sự.
Nói thật với quý vị với các bạn là ít người chơi cây mà tự làm được tác phẩm lắm. Bây giờ ra khẳng định điều đó. Hầu như là mình mua về có sẵn và làm tiếp. Nhưng em đấy lấy từ một cái cành em làm. Điều đó anh thật sự đấy, anh cũng rất rất là tuyên dương em. Bác khen em quá. Không, cái gì đúng với tôi. Nói thật với em, em theo đại ca em thật, nhưng người ta bảo nói rồi mà. Muốn biết sư phụ giỏi hay không là nhìn tác phẩm là biết em ạ. Đấy, em làm tác phẩm đẹp như này thì biết sư phụ em giỏi như thế nào rồi. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi một tác phẩm mini của em Tĩnh và một cái trực hỏa giáng làng. Mời các bạn theo dõi video tiếp theo nhé.